Welcome to Global Banking and Finance Review Awards. The awards were created to recognize companies of all sizes that are prominent in particular areas of expertise and excellence within the global financial community. This time, we're glad to be able to present two awards to Lien Viet Postbank in Hao Giang Province, Vietnam. Lien Viet Postbank is the country's largest joint stock commercial bank in terms of its network coverage system, with almost 100 branches and sub-branches, and the right to exploit more than 10,000 postal transaction points in districts and cities nationwide. Lien Viet Postbank is considered to be in the top 10 biggest Vietnamese banks in terms of assets and equity. The bank is striving to become the bank for everyone in Vietnam by focusing on banking products for households and small and medium enterprises, especially in the agricultural sector. The awards from Global Banking and Finance Review are for Best CSR Bank Vietnam 2014 and Best Savings Bank 2014. Wanda Rich, editor of Global Banking and Finance Review, travelled to Hanoi to present the awards in person to Mr. Pham Hai Au, Deputy CEO of Lien Viet Postbank. Thank you so much for having us here in Hanoi today. I'd like to start off with the Tam Nhu Investment Program, maybe a little bit about the history and also the initiatives that Lien Viet Postbank has put in place. Tam Nông trong tiếng Việt là viết tắt của ba từ nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chương trình này với mục đích là phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo và từng bước nâng cao đời sống của người nông dân tại nông thôn Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng để tạo ra cái nền tảng cũng như từng bước dịch chuyển cơ cấu và nâng cao cái hiệu quả trong sản xuất cũng như đời sống của nông dân. Thì xác định tầm quan trọng của chương trình thì Liên Việt Postbank đã chủ động tham gia vào chương trình Tam Nông và chúng tôi đã tạo ra hai cái chương trình gắn với Tam Nông, đó là tín dụng, đề án tín dụng Tam Nông hay còn gọi là chương trình Tam Nông của Liên Việt Postbank. Thì vào năm 2010 thì chúng tôi đã chính thức công bố cái đề án là đầu tư phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng số tiền vay là 3.000 tỷ Việt Nam đồng. Thì tiếp đó đến năm 2013 thì chúng tôi tiếp tục công bố đề án thứ hai là 5.000 tỷ cho vay ưu đãi nông nghiệp nông thôn có bảo đảm bảo hiểm lãi suất cũng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2015. Đây là hai chương trình tín dụng ưu đãi và gắn liền doanh nghiệp với nông dân, cho vay khép kín, đảm bảo hiệu quả liên kết của các nhà sản xuất, chế biến, xuất khẩu với nông dân, từ đó mà góp phần giảm lãi suất trong khu vực nông thôn và tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân ở khu vực này. Lien Viet Postbank has done a lot towards education in Vietnam. You've built more than 30 standardized schools and funded modern facilities for healthcare and education with programs like Going Home and providing over 20 billion in funding with the program Study and Talent Encouragement Fund. Why is supporting education a primary focus for Lien Viet Postbank? Trước hết chúng tôi phải khẳng định rằng triết lý hoạt động kinh doanh của Lien Viet Postbank đó là gắn liền xã hội đối với hoạt động kinh doanh. Điều đấy có nghĩa rằng là song song với việc mà phát triển hiệu quả các cái hoạt động kinh doanh của mình thì Liên Việt Postbank sẽ chủ động đầu tư vào những ngành mà nâng cao cái sự phồn vinh của xã hội. Thì lĩnh vực giáo dục là một trong lĩnh vực ưu tiên của chúng tôi rất là lớn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tập trung vào các lĩnh vực khác, ví dụ như lĩnh vực về liên quan đến thể thao, về y tế, đối với xóa đói giảm nghèo, đối với các trình hỗ trợ các cái khu vực nghèo phát triển và tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Thì về cái khía cạnh tại sao Liên Việt Postbank lại dành nhiều cái thời gian, dành nhiều cái nguồn lực để hỗ trợ cho vấn đề này thì chúng tôi có thể chia thành hai cái nhóm nguyên nhân. Đối với nhóm nguyên nhân bên trong, đó là trong cái quan điểm kinh doanh của Liên Việt Postbank thì chúng tôi coi rằng là không có con người thì dự án vô ích. Thì điều đấy ngay từ đầu, ban lãnh đạo của Liên Việt Postbank đã đặt yếu tố con người lên là yếu tố quan trọng hàng đầu. Và như vậy là chỉ có nhờ có giáo dục thì chúng tôi mới có được những cái con người tốt, không những cho xã hội mà bản thân cho sự phát triển của Liên Việt Postbank. Thì trong hoạt động kinh doanh của mình, khi mà chúng tôi tạo ra những cái lợi nhuận, chúng tôi đem cái lợi nhuận đó đóng góp cho sự phát triển của xã hội,
đóng góp cho sự phát triển của con người Việt Nam, thì đó sẽ là nhân tố hỗ trợ tạo ra những con người tốt cho bản thân Liên Việt Postbank và bản thân cho các cái môi trường kinh doanh của Việt Nam. Thực tế thì ban lãnh đạo của Liên Việt Postbank bao gồm những thành viên trong hội đồng quản trị đều là những doanh nhân thành đạt và xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Những lãnh đạo của chúng tôi thì như ông Dương Công Minh ở quê Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ông Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ và ông Nguyễn Đức Cử quê ở Trực Ninh, Nam Định đều là những người mà phấn đấu học tập rất lớn và để đạt được những thành công ngày hôm nay. Và đó là những cái nguồn cảm hứng, truyền cảm hứng cho ngân hàng thực hiện cái chương trình này của mình. Đây chính là cách làm thương hiệu của Liên Việt Postbank, bởi vì chúng tôi tin rằng đây là cách phát triển bền vững, tạo ra sự phát triển bền vững của xã hội, thì từ đó sẽ gắn liền với sự phát triển bền vững của Liên Việt Postbank. Về nguyên nhân bên ngoài thì hiện nay nền giáo dục của Việt Nam vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ từ phía khu vực tư nhân. Thì theo đó, với cái nguồn tài trợ của chúng tôi sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc tạo ra cơ sở vật chất cũng như cái điều kiện giảng dạy cho cán bộ, cho giáo viên và những điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, và để từ đó có thể tạo ra một thế hệ nguồn nhân lực tốt nhất cho Việt Nam. What initiatives have you put in place to ensure work-life balance for employees? Hội đồng quản trị của Liên Việt Postbank luôn luôn nhận thức rằng nhân sự là cái yếu tố hàng đầu trong quyết định đến sự thành công của ngân hàng. Chính vì vậy, đối với chúng tôi thì cái việc mà tuyển chọn được người phù hợp đối với hoạt động ngân hàng đã khó, thì cái việc mà duy trì họ, giữ họ và phát huy được cái trí tuệ cũng như cái năng suất lao động của họ trong ngân hàng lại là còn điều khó hơn. Chính vì vậy, về bản thân, về phía ngân hàng thì trước hết chúng tôi tạo được ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp với cái nguyên tắc đó là kỷ luật, là sáng tạo và là nhân bản. Thì với ba cái nguyên tắc đấy thì bản thân về phía ngân hàng cũng tạo ra một cái đời sống đạo cho cán bộ công nhân viên yên tâm về công việc của mình. Đó là quan điểm của chúng tôi là sống bằng lương và giàu bằng thưởng. I understand. Can we talk a little bit about the team development programs? Bên cạnh cái khía cạnh vật chất, tức là ngoài những cái khía cạnh tiền lương để hỗ trợ nhân viên trong cái hoạt trong duy trì cuộc sống của mình cũng như là để có thể giàu có hơn ở trong cái ở Việt Nam, thì thực tế thì các hoạt động mà kết nối đoàn thể trong ngân hàng thì cũng rất là mạnh. Chúng tôi có thể kể ra ở đây những về yếu tố tinh thần là chúng tôi duy trì cái trang web nhà mình, để nơi đó để anh chị em có thể chia sẻ những cái thông tin ở trên về cuộc sống, những cái ý tưởng, những cái phút giây hạnh phúc và những cái tâm sự của mình. Đối với hoạt động kết nối, chúng tôi không chỉ có cán bộ tại ngân hàng mà gia đình của họ thông qua những chương trình Family Day, là ngày hội gia đình của ngân hàng. Và chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những cái cuộc thi về văn nghệ, những cái khóa tổ chức về để tìm thu hút được tài năng của nhân viên, không những trong cái nghiệp vụ của mình mà còn ở những cái hoạt động nghệ thuật khác. Và bên cạnh đó thì là một tổ chức hoạt động tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng duy trì những hoạt động đoàn thể của Đảng, của Đoàn Thanh niên, của Công đoàn và của Hội Phụ nữ. Thì qua đó thì tất cả những thành viên nằm ở trong những hiệp hội này sẽ thường xuyên được nhận cái sự thăm hỏi, chia sẻ và cái những cái hoạt động mang tính chất để nâng cao cái giá trị tinh thần về yêu, tạo niềm tin yêu đối với tổ chức cũng như là tạo cái sự gắn kết với nhau trong cái hoạt động của mình. And how does the bank extend their social and environmental concerns in its interactions with stakeholders and customers? Vâng, thì hiện nay đối với Liên Việt Postbank thì không chỉ khi chúng tôi thực hiện những cái hoạt động này mà chúng tôi đã có những cái chương trình tham dự vào những cái chương trình từ thiện của mình. Và ngoài ra, những khách hàng mà chúng tôi tài trợ cũng là những cái thành viên tích cực đóng góp vào các chương trình từ thiện mà Liên Việt Postbank thực hiện tại các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh cái yếu tố xã hội ở đây, chúng tôi không chỉ bao gồm là cái hoạt động từ thiện xã hội, mà thực sự Liên Việt Postbank đã góp phần hỗ trợ cái sự phát triển về kinh tế xã hội tại từng cái địa phương. Và như vậy là về khía cạnh ngân hàng, khi chúng tôi cung cấp tín dụng để khách hàng phát triển, thì chính là lúc này khách hàng sẽ là những người thực hiện thông qua cái hoạt động kinh doanh của mình, sẽ góp phần làm thay đổi cái cơ cấu xã hội cũng như góp phần tăng trưởng kinh tế tại các vùng địa phương, và từ đó họ sẽ đóng góp đến cái sự phát triển chung của xã hội Việt Nam. Thì đó là cách mà chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ lôi kéo được cổ đông cũng như khách hàng của mình
tham gia vào quá trình mà phát triển, quan tâm đến môi trường và xã hội trong hoạt động của mình. Thì đối với các dự án liên Việt về đối với môi trường thì chúng tôi cũng sẽ có những ưu đãi, luôn luôn có những ưu đãi đối với các cái dự án tín dụng mà sử dụng các công nghệ xanh, sạch mà các khách hàng đã, các đơn vị sản xuất sẽ sử dụng tại Việt Nam. So can you tell us some of the unique products and services you've created to meet the needs of customers? Liên Việt Postbank là một ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam. Chúng tôi mới có 6 năm tuổi. Tuy nhiên lại là một ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh và mạnh nhất Việt Nam. Thì cách đây 3 năm thì chúng tôi cũng đã có hợp nhất với công ty tiết kiệm bưu điện. Và qua đó thì mạng lưới phân phối dịch vụ của chúng tôi đã trải khắp, gần như là khắp cả nước thông qua cái mạng lưới bưu điện này. Và qua cái mạng lưới bưu điện, với đặc thù của mạng lưới bưu điện là nằm ở tất cả các tỉnh cũng như các cái vùng xã xa xôi nhất của Việt Nam, thì cho phép chúng tôi tiếp cận đối với nhóm khách hàng là những người mà trước đây chưa có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ ngân hàng. Thì qua đó thì những sản phẩm của chúng tôi, đặc biệt là đối với những cái sản phẩm liên quan đến tiết kiệm hay như cho vay hỗ trợ về tiêu dùng, thì hoàn toàn giúp cho chúng tôi, thứ nhất là hỗ trợ được cho khách hàng trong cái việc mà họ tiếp cận đến cái dịch vụ cũng như là nâng cao cái đời sống của họ. Và thứ hai, với một lượng khách hàng đông đảo như vậy thì cũng cho phép chúng tôi phân tích được những cái nhu cầu khác biệt của các nhóm khách hàng nằm ở các vùng khác nhau để chúng tôi thiết kế những cái sản phẩm phù hợp nhất hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam. IT plays such a significant role within the financial industry these days. In what ways is the bank meeting the challenges of IT development? Vâng, thì đây chính là cái yếu tố mà chúng tôi phải đầu tư lớn nhất trong cái giai đoạn vừa qua. Thì như chị cũng biết là đối với hệ thống core banking của ngân hàng, đó là cái yếu tố cốt lõi để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ thông qua các cái mạng lưới của mình. Thì hiện nay thì để mà vươn tới được tất cả các cái địa bàn xa xôi của đất nước cũng như đối với tất cả các nhóm đối tượng khách hàng, thì ngân hàng trong giai đoạn này chúng tôi phải đầu tư một cái số tiền rất là lớn để nhằm nâng cấp cái hệ thống core banking của mình đáp ứng được cái lượng giao dịch lớn như vậy. Thế thì ngoài ra chúng tôi trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với hệ thống ngân hàng điện tử thông qua hệ thống thẻ và để cho các cái tiện ích thanh toán tốt hơn đối với tất cả các nhóm khách hàng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thì chúng tôi cũng đầu tư cũng khá lớn đối với những cái ý tưởng liên quan đến hoạt động thanh toán điện tử và cả các cái địa bàn xa xôi của đất nước cũng như đối với tất cả các nhóm đối tượng khách hàng. Thì ngân hàng trong giai đoạn này chúng tôi phải đầu tư một cái số tiền rất là lớn để nhằm nâng cấp cái hệ thống core banking của mình đáp ứng được cái lượng giao dịch lớn như vậy. Thế thì ngoài ra chúng tôi trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với hệ thống ngân hàng điện tử thông qua hệ thống thẻ và để cho các cái tiện ích thanh toán tốt hơn đối với tất cả các nhóm khách hàng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ, thì chúng tôi cũng đầu tư cũng khá lớn đối với những cái ý tưởng liên quan đến hoạt động thanh toán điện tử và hệ thống thẻ của ngân hàng. Thì đó là hai cái yếu tố mà tôi có thể khẳng định rằng là ngân hàng đang có cái sự đầu tư thích đáng. Và chúng tôi tin tưởng rằng những đầu tư này của chúng tôi sẽ tạo cái sự phát triển bền vững cho ngân hàng và đáp ứng được cái mong muốn của khách hàng đối với dịch vụ của chúng tôi. Let's talk a bit about Lianviet Postbank's strategy, perhaps an overview of what's to come over the next few years. Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam và là ngân hàng của mọi người, thì chúng tôi có một cái chiến lược phát triển trong vòng 5 năm tới rất là tham vọng. Về trên thực tế, về để mạng lưới phân phối dịch vụ, thì chúng tôi về cơ bản đến cuối năm 2015, chúng tôi sẽ mở chi nhánh tại tất cả 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Và phần đầu đến năm 2017 thì cơ bản có sự hiện diện của Liên Postbank tại tất cả các bưu cục ở những cái xã trọng điểm của trong nước. Chúng tôi dự tính đến năm 2017 thì bắt đầu sẽ mời các cái đối tác đầu tư nước ngoài những cái để tham dự cổ phần của Liên Việt Postbank. Và đến năm 2020 thì sẽ hoàn thành cái mục tiêu có 10.000 cái điểm giao dịch trên khắp cả nước. Xét về một quy mô tổng tài sản thì chúng tôi đến cuối năm 2015 chúng tôi đặt ra mục tiêu là đạt được 150.000 tỷ Việt Nam đồng về tổng tài sản, và sau đó cho 5 năm tiếp theo thì duy trì tốc độ phát triển từ 20 đến 25% hàng năm. Một điểm đáng lưu ý là chúng tôi mong muốn và cam kết đối với cổ đông đó là duy trì cái tỷ lệ và chi trả cổ tức là tới 8% một năm trong cái quãng thời gian đó. Đối với đấy là về liên quan
về cái phát triển về mạng lưới thực tế. Thì ngoài ra chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thiện cái đối với cái hệ thống bán lẻ của chúng tôi qua các cái kênh khác, như bao gồm kênh ngân hàng điện tử và các kênh thẻ và các cái hình thức giao dịch phi tiền mặt khác của ngân hàng. Và về cơ bản đến năm 2016 thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ này qua các kênh cho tất cả đối tượng khách hàng của chúng tôi. Còn về mặt công nghệ thông tin thì về cơ bản năm 2015 thì chúng tôi sẽ hoàn thành xong cái dự án nâng cấp về core banking. Để tiếp tục những cái kênh về e-banking hay là kênh về thẻ cũng được hoàn thành trong năm, để cung cấp cái dịch vụ tín dụng hữu hiệu hơn đối với tất cả một số lượng khách hàng lớn tại tất cả những cái khu vực, tất cả các tỉnh ở Việt Nam. Thì cái hệ thống khởi tạo và quản lý các khoản vay cũng sẽ là một cái dự án chiến lược của chúng tôi và hoàn thành và dự kiến vào năm trong vòng 2016, để giúp chúng tôi đưa được cái sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng với hiệu quả cao nhất trong hoạt động của ngân hàng. The bank has a unique business mindset. How does this mindset affect the way the bank operates? Vâng, trên thực tế thì ở Liên Việt Postbank thì chúng tôi luôn giữ mọi thứ đơn giản, đó là quan điểm triết lý của ban lãnh đạo. Thì từ slogan của ngân hàng đó là liên kết phát triển, có nghĩa là chúng tôi liên kết với tất cả mọi người, liên kết với khách hàng, liên kết với bạn hàng để tạo ra được cái sự phát triển không những cho mình mà cho cả xã hội. Thì đối với xã hội thì như tôi đã nói từ trước, đó là chúng tôi gắn liền lợi ích của xã hội trong kinh doanh. Đối với về mặt thương trường thì chúng tôi khẳng định rằng là chúng tôi chỉ có đối tác mà không có đối thủ. Đó là một cái triết lý kinh doanh rất rõ ràng. Thế về mặt quản trị trong ngân hàng thì bản thân hội đồng quản trị của Liên Việt cũng đã đơn giản hóa cái nguyên tắc quản trị của mình qua 18 cái chữ vàng. Thứ nhất là lắng nghe, thấu hiểu, bàn bạc, quyết định, quyết liệt, đoàn kết, đổi mới, minh bạch và hiệu quả. Thì trên thực tế từ 9 cái nguyên tắc này, tức là qua 18 cái chữ vàng này, thì chúng tôi chuyển tải nó vào mọi hoạt động của mình, mọi hoạt động điều hành cho tất cả các bộ phận, từ các ban điều hành đến từng nhân viên, để làm sao chúng tôi cải tiến được cái quy trình hoạt động của chúng tôi một cách hiệu quả nhất và cung cấp được cái sản phẩm dịch vụ đến cho khách hàng một thời gian nhanh nhất. Đó là cái cách ở Liên Việt và chúng tôi đưa cái công tác quản trị điều hành vào một cách hiệu quả nhất. Thank you so much for having us here in Hanoi. It was a pleasure meeting you. It was a pleasure learning more about the way Lien Viet Postbank operates. Congratulations on Best CSR Bank in Vietnam and Best Savings Bank in Vietnam. We look forward to many more successes from you in the future. Good.